Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Gió Family. Hôm nay chúng ta tiếp tục đóng vai cảnh sát đi bắt tội phạm nhé. Kia rồi, một tên vượt đèn đỏ. Cùng truy bắt hắn nào. Dừng lại, tên kia. Đuổi theo hắn. Tên kia, đứng lại mau. À, ngoan cố à. Lần này bắt được ta sẽ bỏ tù. Ôi ôi, hắn manh động quá. Còn chưa chịu đứng lại sao? Tăng tốc nào. Đi tuần tra thôi. Kia rồi, một tên uống rượu. Uống rượu mà lái xe rất là nguy hiểm đấy. Bắt được phải cho hắn rũ tủ. Ôi, hắn lái xe nguy hiểm quá. Dừng lại, tên kia. Tên này quá là nguy hiểm. Tiếp tục đi tuần tra nào. Kia rồi, một tên vượt đèn đỏ. Cùng truy bắt hắn nào. Dừng lại, tên kia. Tên này không chịu dừng lại ư? Thank you.
Kia rồi, một tên cướp ngân hàng. Tên này ngoan cố à? Bắt được ta sẽ bỏ tù. À, còn chưa chịu dừng lại sao?